Xin chào tất cả các phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 2. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài bảng nhân 3. Đó là bảng cửu chương 3, trang 97. Bảng cửu chương 3, 3 x 1 là bằng 3. 3 x 2 là bằng 6. 3 x 3 là bằng 9. 3 x 4 là 12. 3 x 5 là 15. 3 x 6 là 18. 3 x 7 là 21, 3 x 8 là 24, 3 x 9 là 27, 3 x 10 là 30. Bài số 1. Đây là bảng cửu chương 3, thầy nhắc lại là bảng cửu chương 3 ha, lật ra cuốn sách phía sau á, chúng ta sẽ học. Và chúng ta học giống như học vẹt vậy đó, chúng ta học thuộc, bắt buộc phải học thuộc. 3 x 3 là bằng 9. 3 x 5 là 15. 3 x 9 là 27. 3 x 8 là bằng 24. 3 x 4 là 12. 3 x 2 là bằng 6. 3 x 1 là bằng 3. 3 x 10 là bằng 30. 3 x 6 là 18. 3 x 7 là 21. Bài số 2. Mỗi nhóm có 3 học sinh. Có 10 nhóm như vậy là có bao nhiêu, có tất cả bao nhiêu học sinh? Số học sinh có tất cả là 3 nhóm. Mỗi nhóm là có 3 học sinh mà có 10 nhóm như vậy, hãy nhân cho 10. 30 học sinh. Đáp số 30 học sinh. Bài số 3. Đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào trống. 3 ta cộng 3 là bằng 6. 6 ta cộng 3 là bằng 9. 9 ta cộng cho 3 là 12. 12 cộng 3 là 15. 15 cộng 3 là 18. 18 ta cộng 3 là 21. 21 ta cộng 3 là 24. 24 ta cộng 3 là 27. 27 ta cộng 3 là 30. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.